Hôm nay thì Duy có dịp là đến Trung Quốc á, thì sẵn dịp đến thăm một cái nhà xưởng. Nhà xưởng này làm chuyên về đàn. Đây là bà chủ nè. Đây bà chủ. Ni sư, ni chào什么? Ồ, tôi chào Liễu Thiên Thiên. Liễu Thiên Thiên á? Ờ, tùy. Lâu đần đần. Sơn làm thông dịch cho mình nha. Hôm nay, xin biết số, hôm nay, dù xin số, có Việt Nam đã bạn qua lại hò, tham quan của mình công sản hò. Chị nói tiếng Hoa. Chúng ta sẽ tham quan một chút. Tiếng Trung mà Duy nói tiếng Anh, tiếng Việt cho nên có thông dịch mới được. Hôm nay có người bạn Việt Nam quay lại xưởng nên bà dẫn đi vô xưởng tham quan. Ok. Cái xưởng này là chuyên sản xuất lắp ráp mấy cái đèn LED nè. Đèn trang trí các loại. Đó, về công nghệ LED. Đây là mấy cái linh kiện nè, linh kiện rất là nhiều luôn á. Đây là cái phụ kiện, Đây, thương hiệu Litter. Đây là một cái hộp mà đóng gói. Xuất khẩu đi khắp nơi luôn đúng không? Vô xì đơn thì cần hãy xua ra, vô xì đơn thì cần xua. Cái này là xuất khẩu đi khắp nơi, mọi nơi luôn đúng không? Thành phẩm luôn hả? Dạ, xuất khẩu đi chủ yếu Việt Nam. À, chủ yếu Việt Nam. Nhưng mà chỉ có xưởng này xuất khẩu Việt Nam, là có xưởng này là hàng chính hãng thôi, mà bảo hành tới 3 năm thôi. Ở Việt Nam chưa có cái đèn. Đèn này giá rất là tận xưởng, giá là có mấy trăm ngàn thôi. Mà là bảo hành tới 3 năm, độ bền, nếu mà xài 10 năm không chi. Độ bền 3 năm. Có độc quyền cái xưởng này bảo hành 3 năm thôi. Ở Việt Nam chưa có hãng nào mà bảo hành 3 năm mà đèn mấy trăm ngàn đó. Bây giờ mình đi vô thăm bên trong nha. Coi ở đây là có bao nhiêu loại đèn luôn, mình sản xuất bao nhiêu loại đèn luôn. Anh gì sản sàng to sáu khoản. Ồ, sản sàng to sáu khoản à, chứ sư thùng tương tư y đâu dù chỉ cơ sẽ ra tôi có hảo chỉ bài cơ bị tương dầu y chén đô có xin hảo nếu sản sàng y ra hơn tôi hơn tôi nói chung là bị đi số bị đơn bị đơn có 1000 bị chén nhà bị đơn có 1000 đô có đại mã nó cái thùng đơn cũng có vả số gia chỉ lại cũng hảo chỉ bài bao nhiêu nói chung là khách đặt bao nhiêu sản phẩm cũng được đúng không, đưa mẫu thiết kế là được hết. Hay quá ha. Ok, trên chỉ bộ. Cái cái gì? Cái Ok. Đây là cái loại linh kiện khác nữa nè. Quá nhiều luôn. Cái cái bi đơn. Tức là nhiều mẫu đúng không anh? Nhiều mẫu. Bi. Nhiều mẫu đèn khác nhau luôn. Từng sao? Quá trời quá đất. Cái mẫu mã. Còn bên kia là xe container đóng hàng. Chú Việt Nam, chú. Cái cái chú chú Việt Nam đó. Chú giao ý ra. Chú ở Việt Nam luôn á chị ha. Đi công. À, một năm vậy là một tháng vậy là bao nhiêu công này mình đi á? Bao nhiêu công á? Tôi xào cái gì? Việt Nam khoảng 20 công bên đây. 20 công. Tháng. Thảo vấn chỉ có quy mà. Hôm nay 4 cơ. Hôm nay bốc. Hôm nay là 4 công. Ok. Đây. Thùng này lớn quá ha, đèn này đèn đèn này đèn chùm á, đèn chùm. Đây là khâu sản xuất. Cái thùng đơn. Tả nó cái quang nguyên. Đây, đây cái bảng LED nè. Anh sang quay cao su tha san xin đơn chú.
Chip LED là của hãng Samsung. Này tản nhiệt đúng không? Này tản nhiệt. Chip LED của hãng Samsung này. Dạ. Hãng Samsung mà. Ừ. Một chip LED rồi mình lắp ráp lại, lắp ráp lại thiết kế luôn. Lần sau mình kiểm định cái chất lượng của nó như thế nào á? Có. Chất lượng. Ta sơ sơ mà. Lão hóa. Lão hóa. Lão hóa kiểm tra có một cái, chúng ta có một cái lão hóa viên, sau có một cái kiểm tra máy móc ở phía trước. Dạ. Ở phía trước. Ồ, đây là công đoạn thứ hai. Đội kiểm định. Công đoạn thứ hai lắp ghép nè. Ừ. Đây. Công nhận hay thiệt chứ. Wow. Bên đây. Cái cái bình bản đèn. Đây là cái sản phẩm khác à? Một loại sản phẩm khác. Yeah, yeah, yeah. Tha số gì mà, tha số gì mà? Sản phẩm khác. Đây. Cũng là một bộ đèn khác đúng không? Hay quá ha. Xưởng cũng lớn này. Xưởng này rộng khoảng how big square. Trung Quốc. Tôi giàu cái miếng bàn chưa? 2500. Lên ở Trung Quốc bây giờ sản xuất được. Chúng ta có cái chuyển động rất là tốt. Cái này rất là tốt. Điện 220 luôn nè. Điện 220 Abu. Chỉ lượng rất là tốt. Chất lượng xịn nè. Chỉ đèn hoàn hảo. Chỉ đèn hoàn hảo là chất lượng tuyệt vời luôn, chất lượng tốt luôn á. Chất lượng xịn xịn. Đảm bảo luôn á. Chỉ lượng hoàn hảo. Bảo hành 3 năm. Quarantine. 3 year quarantine. Quarantine. Chưa sử dụng như ra đây chưa. Quá thì nhiều luôn. Cái xưởng 2000 mấy mét vuông mà quá quá tràn quá đất. Đây, bạn có thể xem. Nó chính là nói rằng mỗi một cái đèn đều phải kiểm tra một lần, như vậy. Chính là nó dựa vào cái máy này. Nếu nó hoạt động không ổn, tôi sẽ phải lấy ra. Máy hoạt động phải gọi cái nhà máy hoạt động bên đó đến kiểm định chất lượng đúng không? Cái máy kiểm định. Ở đây có một số liệu. Cái máy này là kiểm định. Cái máy này là kiểm định. Máy mới nhất đó. Thì chịu cho chị hỏi là ta kiểm tra từng sản phẩm luôn bằng máy thôi mà kiểm định bằng máy. Dạ bằng máy. Nói chung là về khâu chất lượng là kiểm định có thông số luôn. Dạ. Trong camera thì quay do nó cái màn hình nó hơi màn hình LED nó nhảy á. Đây đóng gói nè. Hay quá. Ok. Mình lên tầng trên đi. Dạ. Chơi lên. The second. Còn mấy cái này là dây. Cái dây đèn. Cái dây đèn. Cái dây đèn. Đây mình mua mấy cái đèn này là có remote điều khiển luôn nha. Điều khiển đèn LED á. Mình có thể cài đặt giờ sáng như thế nào luôn á. Điều khiển từ xa luôn. Dạ. Sang quay một vòng cái xưởng này anh Sang. Đây nè. Wow. Đi phấn này, cái đó xin là cái chán đeo cái đi phấn qua cái trên mặt đó. Cái đi phấn. Mấy cái đế của đèn treo. Đế đèn treo. Wow. Còn bên đây là lắp ráp Hảo ba. Chất lượng cao ha. À, chất lượng đẹp ha. Chất lượng cao. Bằng nhôm nè. Nhôm. Oh. This là light inside. Còn đây là một cái khâu khâu khác nè, khâu lắp ghép. Bao nhiêu hồi qua?
một cái đèn phải qua rất là nhiều công đoạn luôn á để mình có thể lắp ghép được á. Các bộ phận khác nhau nè, lắp ghép từ những cái bảng đèn led, rồi dùng dây điện, rồi dùng các cái adapter, rồi ráp lại. Ráp lại xong á, rồi mình phải kiểm định cái chất lượng sản phẩm. Kiểm định xong á, rồi mình mới đóng thùng. Đã ở bao chuông là, đưa về Việt Nam. Và đặc biệt là xưởng sẽ đảm bảo chất lượng nha. Nếu mình đặt hàng tốt, sẽ đảm bảo là chất lượng của 3 năm luôn. Đó là công nhân đang làm. Chị giới thiệu mấy cái quy trình làm này. Lắp ghép đúng không? Lắp ghép một sản phẩm khác. Lắp ghép đúng không? Lắp ghép lại. Dạ. Đây đèn về năng lượng nha. Xưởng này lắp ráp đèn năng lượng mặt trời luôn. Solar energy light. Đèn năng lượng đó. Tôi. Yeah. Đây là hộp đèn. Còn cái tấm panel á, tấm năng lượng nữa. À? Tấm năng lượng là chủ riêng đúng không? Thay năng bàn nào? Thay năng bàn bố sẽ ra sàn lỗ mà. Đây là bên trong nè. Hậu chiếu ra sàn lỗ tả bao mà. Đây là cái bảng led. Cái gì? Tôi. Yeah. Còn đây là pin. Tả là châu. Lithium nha, rồi. Cái cái điện trì. Tensor. Pin. Ở Trung Quốc là đặc biệt là làm pin chất lượng luôn á. Ta có mỏ đất hiếm á. Đây. Cố định à. Dùng nó mà ta đèn này nặng nha. Đúng rồi, đi. Đi yêu nung cái vỏ sú, đi yêu xem cái hình cái nung cái vỏ sú. Chuyển vũ trụ à. 400W. Đèn mẫu đẹp ha. Cái đèn tham mấy cái đèn có thể ta giảm cái nặng á. Khoảng mấy cái điện tử. Nung cái nơi hỗn loạn hỗn loạn. Tuy nhiên năm nay toàn bộ ở nơi phải là. Ông anh này làm lành nghề quá ha. Ok. Trong trực tiếp, các bạn không phải động. Đi à, đi chua, hôm nay đi chua. À, bạn hỏi anh ấy làm bao nhiêu thao? Chu sao thứ hao. Ê, anh ấy sẽ hỏi anh ấy bao nhiêu thao? Hả? Anh ấy sẽ hỏi. Một ngày anh làm mấy giờ? Anh này nè, lắp ghép. Mày thêm多少时间？一百来套。不是，加班，加班了一个小时。哦，八个小时，加两个半小时。两个，不是有三个小时，六点半、七点半、八点半、九点半，三个小时。三，三十，十一个，十一个小时，不是十三。Chị gì? À, ủa mình 9 giờ 3 giờ xe bàn à? Làm mấy tiếng? À. 1 tiếng em lộn. Ờ, 11 tiếng đúng không? Cái này chứ xin nhìn cái bản à? Này cho tôi 1000 đô khoai nó cái lông gần. Hồi lại là tôi tải văn bản chuẩn bị tải cái này là. Hả? Cái tấm này là mình để trên nóc nhà mình á. Để lấy năng lượng mặt trời rồi sạc vô trong cái đèn đó có một pin lưu trữ lại. Rồi mình có cái remote á, mình điều khiển. Đi khai ra chứ cơ. Đây là đèn năng lượng mặt trời nha. Tùy theo cái công suất á mà mình sẽ sử dụng cái bảng này là lớn hay nhỏ. Cái công suất lưu trữ đó. Cái gì cái 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 không khí chi à. À. Ừ. Tôi hiện tại chỉ cái bảng như thế này là tôi nung một cái cho bạn, bạn xem. Cái gì mà cái gì? Nên của cái mấy cái nên của cái hồng hay điện chi em chứ. Điện chi. Cái cái điện chi giá không khí chi một cái ngoại chi đó mà. Bên với cục inverter bên đây biến điện đúng không? Ok. Yeah. Sạc. Sạc. Dùng cho những nơi chưa có điện sáng chưa lắp đèn đường. À, lưu trữ nhiều đúng không? Lưu trữ nhiều năng lượng đúng không? Ok. Big energy. Nặng quá, pin nặng quá. Nặng. Hào chung, hào chung là hào chung. Dạ. Đây đóng thùng nè. Đây đóng thùng thành phẩm nè. Nên là làm hết luôn tất cả các công đoạn luôn ha. Cái này. Dạ. Cái này ngoại hở. Poly. Hay có điện tử, bên kia có. Đi vào xem xem, lão bản đi xem xem cái cái xiên nè. Mấy cái linh kiện nè. À, ký. Cẩn thận, cẩn thận, cái này hơi cơ sổ ha. Cơ sổ. À, đúng. Cái này, của lão bản cái xiên, đi xem xem. Toàn bộ nó có xuất hiện nè. Đây là cái dây nó kết nối. Hợp chủ Việt Nam yêu cầu. À, chủ Việt Nam yêu cầu làm. Đây là cái cái quả số. Cố ý yêu xuất的, toàn bộ cái cái小瓦數, cái cái大瓦數.
À, dây bự đúng không? Dây bự đồ bự, chất lượng cao. Thì ngoài miền nó có chú hẳn đô, chứ là chuyến bú dùng là chú xiên đờ. So với lại cái hàng ngoài... So với hàng trôi nổi thì này chất lượng hơn nhiều. Dạ. Vì mình làm chất lượng thì mình mới bảo hành được lâu đúng không? Đảm bảo, ok. Đó, mình đi lên phía trên, đi lên phía trên trên lầu. À, bỏ hộp đây hả? Điện tử, đây là điện tử. Đó, các bạn thấy không? Ở bên đây là người ta sản xuất. Cẩn thận đi, hở, niên đi, niên đi, cẩn thận đi. Yeah. Đây là niên đi ha. Cái này là phải dán lại đầu này để sợ nó chập điện nè. 1 2 3 4 5 6 7 8 cell. Một cây pin này là mình xài được công suất bao nhiêu? 1 cái 5 an, 1 2 3 4 5 6 7 8 cell. 40 an. 5 ampere, 8 yeah, 8 40 ampere, 40 ampere giờ, 45 à. 8 3. Đây là 6 an đó là, đây là 48 an à. Đây là 48 an à. 6 ampere. 6 an 1 cái, 8 cái, 648, đúng. 48, 48 ampere giờ. À. Yeah, 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 yeah. 48 ampere. Đúng, 48. Ok. 48. Cái này xài lâu lắm á. Ồ. Trên mặt chỉ xem chứ không cần phải là cái đó. Nhiều loại lắm nha, có nhiều loại pin lắm nha. Tùy loại đèn mà mình sử dụng. Xí an, xí an. Các loại pin khác nhau. Số 1 thế giới thì muốn có mỏ đất hiếm á, pin rẻ và tốt nha. Mỏ đất hiếm à. Động, chủ động. Cái tăng phô, cái tăng phô. Chủ động. Làm đẹp quá ha. Làm sắc sảo mà nó đổ nhựa. Cái này phóng thủy phóng lũy, phóng thủy phóng lũy để chỉ động như thế này. Cái tăng phô này là chống nước luôn, chống nước, chống sét luôn á. Chống nước, chống sét luôn. Ừ. Hay dữ ta. Ba ba năm rồi. Okay. Cảm ơn mọi người nha, Duy với review sơ lược cho mọi người xem để biết được một cái xưởng sản xuất ở Trung Quốc là như thế nào thôi. Để mọi người hình dung được và mình hoàn toàn có thể đặt cho người ta cái nhu cầu là cái chất lượng cao hay thấp và người ta sẽ sản xuất theo ý của mình luôn và đem về Việt Nam mình bán đó. Hoặc là Trung Quốc là họ xuất khẩu khắp mọi nơi trên thế giới luôn, không riêng gì Việt Nam đâu. Mình là người Việt Nam thì mình qua đây mình review cho người Việt Nam xem thôi, chứ rất là nhiều quốc gia khác họ cũng đến các công xưởng như thế này nè. Rồi họ đặt hàng làm rồi đem về nước họ bán, chất lượng nào cũng có đó. Đó. Cho nên mình là người dùng á, mình biết chọn cái hãng tốt, cái thương hiệu tốt á, chất lượng tốt á, thì mình xài được lâu và cái giá thành nó cũng vừa túi tiền của mình. Điều hiểu biết quan trọng mà Duy biết được á, khi đi Trung Quốc á, là khi chúng ta biết được những cái nhà xưởng thế này nè, rồi chúng ta liên kết để mà đặt hàng họ đó, lắp ráp, thì mình chủ động về mặt là chất lượng từng linh kiện của sản phẩm luôn. Cho nên á, khi mình tạo ra một cái sản phẩm thành phẩm á, mình xuất đi các nước hoặc là mình đem về Việt Nam á, thì mình mới dám đảm bảo chất lượng để mà bảo hành trong một cái thời gian dài. Còn nếu như mà chúng ta mua những cái mặt hàng trôi nổi á, trên thị trường á, rồi chúng ta đem về thì chúng ta không dám đảm bảo chất lượng. Cho nên nó thường là cái thời hạn bảo hành á, rất là ngắn, 1-2 năm. Thì cái việc mà xuất khẩu hàng từ Trung Quốc về Việt Nam hoặc các nước á, nó có hai con đường. Thì cái đường tiểu ngạch á, là không đảm bảo chất lượng, trôi nổi và không có hóa đơn chứng từ. Còn mình làm thật á, mình có hóa đơn chứng từ, mình đóng thuế, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ở Việt Nam. Cho nên mọi sản phẩm á, mình có nguồn gốc rõ ràng và mình đảm bảo cái chất lượng, cho nên mình cái chế độ bảo hành hậu mãi của mình á, đối với khách hàng rất là tốt. Và người tiêu dùng mà mua được những cái sản phẩm như thế á, thì chúng ta có thể xài trong một thời gian dài. Chúng ta bỏ đồng tiền ra nó xứng đáng với những gì mà chúng ta có được. Với sự phát triển của công nghệ thông tin, đặc biệt là các mạng xã hội ngày nay á, thì người Việt của mình ở trong nước hoàn toàn có thể mua được những cái sản phẩm, những cái nguyên vật liệu tại Trung Quốc với giá tại xưởng, chất lượng cao. Cái tiền mà mình bỏ ra đó, nó xứng đáng với cái chất lượng mà mình nhận được. Duy gọi cái hình thức này là hình thức là mua hàng tận xưởng. Thì Duy đi Trung Quốc và Duy review cho mọi người thấy, để mọi người thấy là cái sự phong phú đa dạng của tất cả các mặt hàng của Trung Quốc. Ở Trung Quốc dường như họ là cái công xưởng của cả thế giới, họ sản xuất đủ tất cả các loại mặt hàng. Thì Duy sẽ là chiếc cầu nối để giúp cho quý vị có thể liên hệ trực tiếp để mua hàng với giá gốc, chất lượng cao.
và nhập về bằng con đường chính ngạch, đảm bảo những cái sản phẩm chất lượng sử dụng lâu dài. Thì Duy hy vọng là sẽ giúp cho quý vị được nhiều lợi ích và mọi người được nhiều lợi ích. Trân trọng mến chào.